Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Được ăn chia 4.000 tỷ nhưng vẫn còn đói. Lẽ nào nhân viên Vietnam Airlines lại đi rửa tiền? Vào ngày 5 tháng 6 mới đây, ông Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam nói rằng mỗi chuyến bay giải cứu người Việt Nam từ nước ngoài về sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu về đến vài tỷ đồng mà đã có tới gần 2.000 chuyến bay, nghĩa là Vietnam Airlines đã ăn của người dân đến 4.000 tỷ đồng. Cho đến nay, nhiều nạn nhân của chuyến bay trục lợi này đang yêu cầu với Vietnam Airlines phải trả lại số tiền, nhưng họ vẫn im lặng. Đây là một dạng trục lợi chính sách. Mỗi chuyến bay combo, tức là có trả phí giải cứu trừ các chi phí đi, có thể số tiền lợi nhuận đến vài tỷ đồng mà có gần 2.000 chuyến bay. Không biết trong 4.000 tỷ đồng chia chác đó như thế nào, các nhân viên thuộc phi hành đoàn có được ăn hay không? Nếu chia thì ắt mỗi người được hưởng không phải là ít. Đây là hình ảnh tai tiếng thứ nhất của Vietnam Airlines. Thật ra những hành động trục lợi không vì ngặt nghèo mà vì lòng tham đã làm Vietnam Airlines và những nhân viên sứ quán của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới trở nên mở mắt. Hành động chấn lột người dân lúc khốn cùng như vậy không thể nào che đậy được. Nó bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội và điều gì đến sẽ phải đến. Vụ án này đang được Bộ Công an Việt Nam xử lý. Vào ngày 15 tháng 6, trên tờ Viettimes có bài viết với tựa đề 9 thành viên phi hành đoàn Việt Nam bị bắt giữ tại Úc. Cụ thể là từ tờ báo này dẫn nguồn từ hãng tin 7 News của Úc đưa tin có 9 thành viên của một phi đoàn của Việt Nam đã bị bắt giữ tại sân bay Melbourne của nước này trong lúc đang tuồn số lượng tiền rất lớn ra nước ngoài. Trong bản tin của hãng 7 News đăng tải, 9 tiếp viên của một hãng hàng không đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét được phối hợp trực tiếp và thực hiện bởi lực lượng biên phòng và cảnh sát liên bang của Úc. 9 tiếp viên này bị cáo buộc rửa tiền với khoản tiền cụ thể là 60.000 đô la Úc. Số tiền này được chia ra và cất giấu trong hành lý. Các tiếp viên cũng bị tình nghi vận chuyển tiền ma túy một cách bất hợp pháp cho các tổ chức ma túy ở nước ngoài. Đây là hình ảnh có thể có người của Vietnam Airlines tham gia rửa tiền ở đây. Đáng chú ý, mặc dù quốc tịch của 9 tiếp viên này và hãng hàng không mà họ đang làm việc không được nêu chi tiết trong bản tin, nhưng hình ảnh về tang chứng của vụ án được đăng tải trong video cho thấy hàng loạt tấm hộ chiếu màu xanh rất rõ ràng mang quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị giữ cùng rất nhiều tiền mặt. Dữ liệu từ flightradar24.com cho thấy trong các ngày gần sát thời điểm 7 News đăng tin, tức là ngày 14 tháng 6, có hai chuyến bay của hai hãng hàng không Việt Nam, có các chuyến bay thẳng từ Melbourne về Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyến bay Vietnam Airlines 780 của Vietnam Airlines vào ngày 13 tháng 6 và QH89 của Bamboo Airways vào ngày 12 tháng 6. Bình luận về thông tin trên của một diễn đàn có nhiều ý kiến phân tích rằng nhóm 9 thành viên tổ bay trên thuộc hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Nếu đây là sự thật thì đó là một bê bối thứ hai sau bê bối thực hiện chuyến bay giải cứu. Trả lời tờ báo Viettimes, phía lãnh đạo của Vietnam Airlines phủ nhận. Không biết sự thật ra sao, trước sau gì sự thật cũng sẽ rõ. Khó có hy vọng người dân Việt Nam được thông báo đúng. Sự việc này cũng cần phải tiếp tục theo dõi thông tin từ phía chính quyền Úc đưa ra. Đây là hình ảnh thật đẹp mặt cho những tấm hộ chiếu màu xanh của Việt Nam đã bị bắt giữ. Nghề tiếp viên hàng không là một nghề khó chen vào và thu nhập hầu hết trong họ là trên mức trung bình của xã hội rất xa. Vậy mà họ còn tham lam tìm mọi cách để trục lợi, để làm ăn phi pháp nhờ được ưu tiên qua cửa khẩu theo con đường của các phi hành đoàn. Trong khi đó ở Việt Nam vẫn còn đó, dù ít ỏi nhưng những người nghèo nhưng vẫn không tham về chuyện này. Vietnam Airlines vốn là doanh nghiệp nhà nước, họ được rất nhiều ưu tiên từ những chính sách của nhà nước với loại hình doanh nghiệp quốc doanh do nhà nước nắm trên 50% cổ phần. Họ được cho vay nhiều gói với lãi suất có 0%, điều mà các doanh nghiệp tư nhân có nằm mơ cũng không có. Vậy mà họ lại có những điều xấu xa, tiếp tục bôi bẩn hình ảnh của Việt Nam, nói theo ngôn ngữ bình dân của Việt Nam là hết thuốc chữa rồi. Nên giải thể và đừng để nuôi cái doanh nghiệp ăn hại đến như thế.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị Tô Lâm trò trắng bụng, Phát Linh Trạc bắt Tất Thành Cang gỡ gạc chút danh dự. Như tờ Thời báo chấm d đã đăng tin, Phát Linh Trạc và Tô Lâm là hai cánh tay của ông Nguyễn Phú Trọng trong lúc này. Tô Lâm thì chịu trách nhiệm khu vực miền Bắc, Phát Linh Trạc chịu trách nhiệm khu vực miền Nam. Cho tới bây giờ, ông Phát Linh Trạc chưa tóm được ai ở khu vực miền Nam. Đến ông Võ Văn Hoan đã bị kết luận có sai phạm, nhưng ông Phan Đình Trạc vẫn chưa làm gì được. Xem ra nhiệm vụ tóm cá gọc ở khu vực miền Nam là quá tầm với ông Phan Đình Trạc. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc. Không bắt được cá dưới ao thì bắt cá trong chậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có lẽ đó là nhiệm vụ dễ dàng hơn với ông Trạc vào lúc này. Cũng phải thừa nhận rằng nhiệm vụ mà Nguyễn Phú Trọng giao cho Phan Đình Trạc là nhiệm vụ rất khó khả thi. Các cá nhân như Nguyễn Văn Đua, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân xem ra quá tầm với ông Phan Đình Trạc. Vào ngày 16 tháng 6, ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố thêm tội. Ông Tất Thành Cang là cựu Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Văn Thông là cựu Phó Chánh án, Chánh Văn phòng Thành ủy. Ông Huỳnh Phước Long là cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của công ty văn phòng thành ủy, và ông Phan Thanh Tân, cựu chánh văn phòng thành ủy, và 6 bị can khác đề nghị bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cụ thể là tội cho bán rẻ cổ phiếu. Tội này đã được báo chí làm ầm lên cách đây 2 năm. Đây là hình ảnh sai phạm được khui ra đã từ lâu nhưng giờ thì mới truy tố. Không hiểu sao ông Tất Thành Cang đã bị bắt rất lâu nhưng không tiến hành điều tra song song, bởi những sai phạm ấy đã được phanh phui cách đây gần 2 năm. Nhiều người cho rằng ông Tất Thành Cang có rất nhiều tội, nhưng khi bị bắt người ta kết tội ông những sai phạm nhỏ và bỏ quên sai phạm lớn. Rất nhiều nhà phân tích đã chỉ ra rằng sai phạm lớn nhất của ông Tất Thành Cang là vụ ký quyết định xây dựng 12 km đường trong khu quy hoạch Thủ Thiêm với giá 12.000 tỷ đồng. Giá xây dựng mỗi mét là 1 tỷ đồng. Đây là con số không thể chấp nhận được với một con đường mới được san lấp từ ruộng không phải mất đồng nào cho giải tỏa đền bù. Ấy vậy mà sai phạm này đã bị ém nhẹm không được điều tra cho rõ. Thực tế thì nếu moi ra sai phạm lớn của Tất Thành Cang thì sẽ lại kéo theo sai phạm của ba nhân vật lớn khác, đó là ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Lần này ông Tất Thành Cang bị truy tố thêm tội làm người ta nghi ngờ rằng Phan Đình Trạc không tóm được ai quay sang lôi Tất Thành Cang ra để kết tội tiếp, gỡ gạc chút danh dự. Không biết có đúng như vậy hay không, tuy nhiên với tội bị truy tố thêm của Tất Thành Cang cho thấy có điều không bình thường thật. Không bình thường là vì sao một tội xưa như trái đất không bị truy tố trước, nay bỗng dưng bị khởi lại. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang thì đường nào cũng ở tù mà có chất thêm tội thì người dân cũng không mấy chú ý. Người dân Việt Nam đang kỳ vọng có nhân vật nào đó đủ mạnh để có thể buộc tội Tất Thành Cang ký cho phép xây dựng 12 km đường với 12.000 tỷ đồng kinh phí ở Thủ Thiêm. Đó chính là tiền thuế của người dân Việt Nam đã đóng góp, là tiền của nhân dân chứ không phải của quan chức. Nếu kết tội được lại tội này với ông Tất Thành Cang thì có thể nói Phan Đình Trạc có thể moi ra sai phạm của cả ba nhân vật lớn khác, đó là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Với nhiệm vụ lớn như vậy, e rằng Phan Đình Trạc không đủ tầm. Đây là hình ảnh cá gọc Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân vẫn không ai tóm được. Cá gọc của miền Nam là thứ cá dữ. Ông Nguyễn Phú Trọng không dám đích thân vào mà sai Phan Đình Trạc vào và kèm cách đùn đẩy. Khu vực miền Nam tuy không tranh được những chiếc ghế lớn ở Trung ương với miền Bắc nhưng rất cường. Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã từng đưa Nguyễn Thiện Nhân vào nắm Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý sai phạm, nhưng rồi Nguyễn Thiện Nhân cũng bất lực. Sau đó ông phế Nguyễn Thiện Nhân, cử Nguyễn Văn Nên vào, nhưng ông Nên cũng đạt được kết quả hết sức hạn chế. Giờ phái Phan Đình Trạc vào hỗ trợ Nguyễn Văn Nên trong một thời gian nhất định thì xem ra là khó thành công.
Phan Đình Trạc khó mà làm nên được chuyện.